đi mua kem gì đấy chứ. Dạ em dùng thuốc mụn. Thuốc mụn để mụn à? Dạ dùng của La Roche Posay anh chị. Em thấy ổn không? Dùng được bao lâu rồi? Chắc được tháng rồi nha. Thấy có đỡ không? Thấy hồn đỡ hồn lại không biết. Dùng thêm 1 tháng nữa mà thấy cái đồ nó mà không thấy hiệu quả thì qua chị ấy thì. Dùng tháng mà không thấy được là phải coi lại nha.
chịu đau dữ ơi. Đau mày. Đau cố quen. Nhưng mà ấy chịu đau được á. Giỏi. Mẹ chị miết quen. Bữa em đi nạn thử vô khóc mà không hết nhằn. Mụn em khó nặng lắm. Không ấy nặng là dễ về mưng mũ. Kiểu nhìn thấy nhiều đó đó, nhìn kiểu cũng dung dễ nhưng mà không dễ. Nhưng mà được cái là chịu đau tốt.